Khả năng ô tô xin kính chào tất cả quý bà con các anh chị cùng toàn thể mọi người đã quay trở lại kênh mua bán ô tô cũ giá rẻ Khả năng ô tô Hải Phòng, số điện thoại 0326062789. Hôm nay em Khả năng sẽ lên sóng báo giá cho mọi người một mẫu xe mới về bên em. Các bác hãy làm ơn hãy đăng ký kênh và like và chia sẻ những video giúp Khả năng ô tô nhé. Em chân thành cảm ơn mọi người rất là nhiều. Mọi người đang xem làm ơn hãy ấn like và ấn đăng ký kênh, bật chuông thông báo lên để mỗi chiếc xe nào về Khả năng có thể lên sóng báo giá sớm nhất để bà con có thể theo dõi được. Đôi khi một chiếc xe đẹp anh em có cửa tiền đấy đẹp quá rồi mà không mua được, không mua kịp đấy, rất là tiếc. Thì thôi anh em cứ đăng ký kênh ủng hộ, chưa có điều kiện thì lúc nào mua ủng hộ Khả năng ô tô, gọi cho em qua số điện thoại 0326062789. Trịnh trọng cảm ơn và biết ơn chân thành sâu sắc đến tất cả mọi người đã luôn đăng ký kênh, ủng hộ kênh giúp Khả năng ô tô ạ. Em hôm nay mới lên sóng báo giá cho mọi người một mẫu xe mới, một chiếc Honda City đời 2016 nhá, tư nhân chính chủ, biển Hà Nội, biển đẹp luôn. Biển 1883 chứ là nhất phát tài. Phải nói là dịch cái gò biển cũng sướng rồi, đọc cũng sướng luôn. Dòng này là xe thương hiệu của Nhật, sản xuất tại Việt Nam đời 2016, tư nhân, chính chủ. Xe không taxi dịch vụ, máy số zin. Zin đẹp các bác nhé, keo chỉ zin gần như 100%. Chỗ nào mà không zin em báo luôn, bà con cứ an tâm. Nên là em cứ đi kiểm tra từng chi tiết một, làm sao nó quay kỹ cho bà con, để của bà con chỉ cần đặt cọc thôi là em sẽ cho nhân viên đánh tận cửa cho bà con luôn. Đấy, tất nhiên là cam kết cho bà con là không đâm đụng nặng tai nạn ngập nước các bác nhé. Xước sát ba quệt thế là cái cản trước nó vỡ, cản sau nó xước sát thì chuyện bình thường, anh em phải bỏ qua. Đấy, mất tí chỉ cũng bỏ qua, vì em sẽ báo chuẩn cho bà con luôn, chứ không phải là em cứ úp mở rồi anh em đến mất việc mất công. Còn mẫu xe này anh em về đi khoảng bền khoảng tầm được khoảng 10 đến 15 năm nữa các bác nhé. 10 đến 15 năm nữa anh em phải đại tu, vì dòng xe gia đình này đi rất là tiết kiệm nhiên liệu và đẹp và lành nhá. Dòng Honda này đi sướng lắm. Mẫu này nó là phân khúc hạng B, cạnh tranh trực tiếp với Toyota Vios cùng với Hyundai Accent. Nhưng mà để về máy móc thì nói thật bà con các anh chị là chưa chắc Vios ăn được. Đấy. Máy dòng này Honda City này nhá, nó động cơ 1.5 bằng Vios thôi, nhưng mà nó là máy của Nhật. Honda City, Honda Civic máy cực bền luôn. Đó, đi sướng hơn nhiều, đầm chắc. Con này đã được độ lên form body kit, không biết là có sẵn hay không hay độ nên gì em không biết, nhưng mà có form body kit của City Top từ 2018 rồi. Đấy, quá đẹp luôn này. Bên cánh thì có dán thêm bộ tem làm chiếc xe nó cực kỳ khỏe, với lớp sơn màu trắng nhá, cùng đuôi cá mập. Máy thì máy Eco iBTIC các bạn. iBTIC này thì nó tiết kiệm nhiên liệu tuyệt đối. Bằng chứng là thông số kỹ thuật đưa ra, nhà máy sản xuất đưa ra nó chỉ tầm khoảng 4.8 trên 100 km đường dài, còn hỗn hợp từ tầm 5.8 các bác nhé. Còn đi trong thành phố là 7.0 trên 100 km. Quá tiết kiệm nhiên liệu luôn. Động cơ 1.0, máy Eco. Đấy, số tự động nha các bác nhé. Nếu số sàn con này còn tiết kiệm nữa cơ. Nhìn nó đẹp và form nó căng đẹp như này, mà biển Hà Nội nét căng như này, anh em có thể chần chừ gì nữa mà không gọi cho Khả năng ô tô với số điện thoại 0326062789 ạ. Một mẫu xe gia đình thương hiệu của Nhật và không taxi, không dịch vụ, máy số zin, keo chỉ zin. Đấy. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương này, xi nhan gương tích hợp, tay cửa có chìa khóa khiển thông minh, lẹp chân kính vẻ mưa trang bị đầy đủ hết rồi. Em nhìn nó, con xe nó quá mượt luôn anh em nhé, quá mượt luôn ạ. Không cần phải làm thêm bất cứ cái gì vào chiếc xe này nữa. Khả năng vừa có tỉa một tí sơn và đánh bóng nhá các bác nhá. Tem này chủ xe đã dán trước rồi nhá, cùng nó đang đúc nguyên bản theo xe. 4 phanh đĩa và phanh ABS tích hợp đầy đủ và 4 bánh luôn. Quá đẹp luôn, đèn gầm nó cũng đẹp, sạch sẽ. Về cái thiết kế form dáng của nó thì nó có thêm cái body kit, nhìn nó khỏe xe hơn những cái chiếc xe form cũ. Đẹp hơn, cứng hơn. Đăng kiểm thì tới tháng mấy năm 2023 kia, dài lắm, miên man này. Tháng 8 năm 2023 cơ. Xong này đăng kiểm 1 năm rưỡi một lần các bác nhé. Đời 2016 mà. Sang năm sẽ là 1 năm một lần, thoải mái luôn. Được trang bị đầy đủ cam hành trình này, cam nùi, màn hình Android to 10 inch. 12 inch ấy, to lắm, to kinh khủng luôn. Đề lỗ start top. Túi khí hai bên hai cái, phanh ABS 4 bánh. Cùng với súp bát trầm các bác nhé, súp bát trầm luôn. Con này đầy đủ phương tiện, đa phương tiện để nghe nhạc trực tuyến này. Rồi các loại trên xe đã dán VETC rồi. Anh em nào sang tên thì đổi một phát ăn ngay thôi các bác nhé. Quá đẹp luôn, long lanh. Đấy, long lanh. Long lanh. Đấy, quá đẹp. Với mức giá là Khả năng ô tô đang chào bán tại cửa hàng là 428 triệu đồng. Tất nhiên còn bớt, còn mà rút hồ sơ, còn hỗ trợ nhiều cho bà con các anh chị khi bà con alo trực tiếp cho Khả năng. Em sẽ là người đưa ra giá bán và cũng là người quyết định bán chiếc xe này. Em chân thành cảm ơn mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ kênh mua bán của Khả năng ô tô. Các bác nào muốn mua giá hợp lý có thể alo trực tiếp vào Khả năng ô tô đây. Anh em có thể cộng tác viên thì gọi alo trực tiếp anh em cộng tác viên cũng được nha các bác nhé. Đấy. Đây, anh em nhìn này. Nội thất của nó. Ui giời, keo chỉ zin nhá. Em sẽ đi test lỗi luôn, nếu mà có lỗi báo luôn cho bà con đỡ bất việc bất công. Này, keo chỉ này. Đặc biệt là cái dòng City này nó có cả keo chỉ trên, keo chỉ dưới nhá. Nhìn thấy zin hết này. Đây. Zin hết. Zin hết từ trong ra ngoài nhé các bác nhé. Đây. Chế độ máy Eco anh em bấm vào đây nhé. Siêu tiết kiệm nhiên liệu này. Gương kính chỉnh điện, cụp xòe gương này. Nút park này, phanh tay này.
Đấy. À, cái cảm biến nùi nhé, cảm biến nùi này cùng với đây là cái chống chân trượt nhé các bác nhé, quá ok luôn, full đồ full option này. À, thay giảm tăng giảm phím bấm trên vô lăng này cùng với cái gẩy số vô lăng đầy đủ rồi. Chìa khóa khiển thông minh nhá, đầy đủ start top. Nội thất nó quá là xịn luôn anh em ạ. Nội thất anh em nhìn này, trần nỉ nguyên bản, ghế bọc da loại xịn đẹp, xịn sò luôn đấy, da đẹp kinh khủng, nội thất quá đẹp luôn từ trong ra ngoài. Đấy, từng cái gioăng cửa, từng cái ốp bậc lên xuống nhá, còn zin hết, chưa hề có xước xác gì cả. Quá đẹp luôn, nếp ách nỉ nguyên bản luôn các anh em nhìn này, quá đẹp. Mua những con xe như này về các bác chỉ việc đi thôi, không cần làm gì cả. Thông số kỹ thuật là 100 km bên ngoài đô thị, 7,3 lít trong đô thị và 5,8 kết hợp. Động cơ 1.5 đấy, các bác nhìn nhá, số tự động nhé. Đây. Xuất sắc luôn. Mức giá 428 triệu còn bớt cho bà con các anh chị nào muốn quan tâm alo cho Khả Năng qua số điện thoại 0326062789, cột kèo nguyên đinh nhé các bác nhé, nguyên đinh luôn. Đấy, những cái này thì em cam kết cho bà con bằng văn bản luôn. Anh em mang test hãng thoải mái, sai bên đâu bên đấy bên sai bên nào bên đấy đền nhé. Còn va quẹt nhẹ xước sát thì mình không tránh được. Ví dụ như là nó va tí xước sát thôi. Cái này còn nguyên này, đấy. Sơn thì có sơn lại chỗ cản thôi, cản trước cản sau thì có sơn rồi nhé, chứ không phải không sơn. Còn nào mà không sơn zin hết thì cũng khó lắm, mà zin 100% thì không phải là nào không có nhưng mà hiếm lắm. Nó xước sát nó va quẹt là chuyện bình thường anh em ạ. Đây đây. À, phần đít cốp này, đít cốp này anh em nhìn thấy không? Đây chỗ này hơi méo méo một tí, không biết có phải là nó va gì không, nhưng mà em thấy đinh chỉ vẫn còn nguyên zin đấy nhá. Đinh trong còn này, đấy. Đẹp chưa? Đây. Đây, quan trọng là cái này này các bác nhìn thấy không? Nếu đâm vào đít mạnh này nó sẽ cái này nó méo hết, nhưng anh em nhìn thấy không? Còn nguyên này. Đấy, các bác nhìn này, đinh bấm còn nguyên đây. Đấy, nên là nó chỉ xước sát thôi. Quẹt nhẹ tí thôi. Nó chẳng sao cả các bác nhìn này, trong này. Đấy, còn mới đét luôn, nhìn thấy không? Nội thất đẹp luôn. Trong ngoài không phải làm gì cả. Chỉ việc đổ xăng thôi nhá. Cái tấm ốp này em vừa tháo này, em bắt cái cam nùi. Bây giờ em sẽ cho anh em nắp vào. Cho đẹp, ốp này. Đó, đầy đủ hết nhá các bác nhá. Đa phương tiện luôn. Quá ngon, quá đẹp với giá tiền mà không thể rẻ hơn thực sự luôn. Còn một con xe mà nó đời cao như này, đời 2016 mà tư nhân chính chủ. Đâu đó là một chủ từ mới là thì phải nói là nó đẹp từ trong ra ngoài. Đây là cục sút bắt trầm các bác nhá. Nếu các bác đến xem xe mà gọi cho Khả Năng ô tô mà mất cái này rồi thì em đảm bảo với các bác em sẽ đền 10 cái cho các bác luôn. Còn nếu anh em gọi cho anh em khác thì em chịu, không biết được. Anh em đôi khi người ta bán người ta tháo ra là chuyện bình thường đấy. Cửa hàng quy định là sẽ không tháo nhưng mà đây anh em nhìn này, keo chỉ zin hết này. Cánh này keo chỉ zin luôn nhá, không mất phần nào nhá. Đây. Chỉ cánh này nguyên zin này, ốc cánh chưa mở phát nào đây. Các anh em nhìn thấy không? Ốc hoa thị cơ mà, mở tuyết hết. Nếu mà mở tuyết hết ngay. Nhìn thấy ngay, nó đẹp cứng như này thì anh em mua về rất an tâm. Chỉ việc đổ xăng thôi, mà xăng dòng này chỉ có 5 lít, 6 lít. Trên 100 km, làm gì còn cái loại nào tiết kiệm hơn nữa. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Nỉ đây. Táp pi cửa đây. Táp nô này, táp pi cửa đây. Yêu cái màn hình nó to kinh khủng luôn. Nó to bằng hơn một gang tay luôn. Giờ sẽ đẩy lổ máy chiếc xe này lên cho bà con ngắm nghía. Máy nó quá ngon luôn, zin hết từ mặt dàn cò cơ mà. Đầu dàn sắt xi zin hết, không đâm đụng ba chạm gì. Đây. Đây. À, chiếc này thì đã được dán thêm cái ốp ốp của cái gì nhỉ? Ốp Iron Man này, gạt lên mới ấn được này. Đấy, rất là thích nha các bác nhá. 10 vạn xịn nha các bác nhá. Đây là xe đây gọi là xe này, 6 năm đi hơn 10 vạn xịn này. 10 vạn xịn luôn chứ không tua, không căn chỉnh, không thay thế cái gì cả. Các bác nhìn nội em nhé. À, cây ba cây nháy kìa, chìa khóa nó báo pin yếu này. Chìa khóa pin yếu nó còn báo này. Đấy. Em nghĩ là hai chìa vẫn còn zin theo xe đấy. Chìa zin luôn. Xuất sắc từ trong ra ngoài nha các bác nhé. Không có đâm đụng va chạm gì, củ số vô lăng của nó này. Anh em nhìn hộ em này, vô lăng củ số của nó quá đẹp. Thực sự là nó không thể chê vào đâu được nhé. Không mòn tí nào, không chảy nhựa, không sơn xi bạt màu, không có phím nào gọi là nó bị mờ hay là bị thay thế gì cả. Gãy số vô lăng đây các bác nhé. Đây. Anh em nhìn hộ em này, quá đẹp luôn. Tăng giảm âm lượng ở đây. Đấy, còn màn hình này to quá, màn hình to quá đấy. Nó làm sang xe thật, to thực sự luôn. Màn hình quá to, đôi khi không cần to như này đâu. Cam hành trình trên gương nha anh em nhé. Cam hành trình trên gương. Và chiếc này còn vẫn còn cái gì nhỉ, cái đồ để anh em nắp giá điện thoại treo trên đây vẫn còn. Thôi cứ để đây thôi. Tặng các bác nhé. YouTube van đầy đủ nhé. Có cả SIM 4G hay sao ấy. Anh em ạ, thích nắp thì nắp, không nắp thì thôi. Đó, màn hình này, cam nùi này. Ui, cam nùi nó này gọi là siêu nét chứ không phải nét nữa, siêu nét căng luôn. Đấy. Cam hành trình ở trên đây nó tích hợp vào đây rồi nhá, anh em không cần phải giới thiệu qua nữa. Giờ chúng ta hãy cùng kiểm tra cái phần khoang máy. Đây, khi chúng ta bật chế độ eco thì nó sẽ bật hiện chữ eco lên kìa. Các bác nhìn thấy chưa? Xanh xanh kìa. Đấy là siêu tiết kiệm nhiên liệu nhá. Tắt đi thì nó khỏe hơn một tí. Đấy.
và tiết kiệm khí khủng luôn. Giờ chúng ta cùng kiểm tra cái phần khoang máy động cơ, xem động cơ nó con này nó có zin, nó đẹp hay không như em quảng cáo hay không nhé. Có đẹp có zin như em quảng cáo hay không. Đây, giờ thì em sẽ cho các bác xem luôn phần khoang máy động cơ. Ừ, máy nó lổ quá êm luôn các bác. Nhìn này, tiếng máy không nghe tiếng gì luôn. Đây, ui giời ơi, nó gì nó đẹp. Đây anh em, quay từng phân chỉ cho bà con các bác anh chị xem này. Cabo chưa hạ này. Đây, từng phân chỉ nhá, gì đẹp từng phân chỉ luôn, không mất phân nào. Đấy, quay kỹ cho bà con các bác anh chị chốt từ xa nhé các bác nhé. Chốt từ xa luôn ngay cho Khả Năng Ô Tô qua số điện thoại 0326062789 nhé. Đèn đã được độ lên đèn siêu halogen các bác nhé, đèn halogen, đèn siêu sáng cùng với bình ắc quy rất là mới đẹp. Nội thất khoang máy này không chê một câu nào, anh em đừng chê nữa, đừng chê nữa được không ạ? Đừng chê nữa, hãy gọi ngay cho Khả Năng Ô Tô đi. Đây, con nào đang lên cũng chê này, anh em nào con nào đang lên cũng chê, nhưng con này thì đừng chê nữa, đừng nên chê một câu nào các bác nhé. Zin hết, đẹp hết nhé. Cái keo này là keo zin của nó nhá anh em nhá, anh em nhá, nhìn vì sao có keo này, cái khớp nối nó sẽ bôi keo nhá. Đây đấy, mặt máy còn keo này, nhìn chưa. Đấy, cùng với tất cả này, ốc ác này, mọi cái phần này còn nguyên hết, chưa tháo này, anh em nhìn thấy chưa, mới đét luôn, sợ thật. Máy lổ êm du không nghe tiếng động. Số máy đây, số máy đây. Đấy, số khung thì là nó nằm ở trên ở đâu nhỉ, chắc ở dưới ghế bên phụ rồi, dưới ghế bên phụ anh em nhá. Còn nó máy nó lổ quá sạch sẽ và lổ êm du không nghe tiếng động luôn, đẹp từ trong ra ngoài. Với mức giá Khả Năng Ô Tô đang đi biết từ cửa hàng là 428 triệu đồng, có bớt có bát rốt hồ sơ cho bà con các anh chị luôn. Trân trọng cảm ơn tất cả mọi người đã luôn quan tâm theo dõi ủng hộ. Hãy nhớ alo, like, chia sẻ video giúp Khả Năng Ô Tô nhé. Trân trọng cảm ơn mọi người. Hẹn mọi người trong clip tiếp theo.